Rồi quý vị ơi, tiếp theo bonsai 126. Gì? Cười. Nó cười, nhìn con nó cười. Nhớ cười. Bonsai 126, 3 cây sâm hương, 280k bao ship toàn quốc. Anh nào quen thì ship code nhận cây trả tiền. Lạ thì chuyển tiền trước nha quý vị. Nói chuyện đất đó. Rồi, này, tỷ lệ cái bút lông nè. Bữa nay tôi không có mần cỏ, mần gác gì trơn á, trời làm biến quá. Chưa nắng quay làm biến quá. Để cỏ gác luôn. À, đó. Mấy cây này nó lâu đời lắm rồi nha quý vị. Còn có mấy cây à, cây hoa Thanh Bình nó mua hết trơn rồi. Mấy cây trên kệ nè, hôm nay tôi cũng ngứa ngáy tôi bán mẹ nó luôn cho rồi. Đó nè. Để lâu dữ lắm rồi mấy cái rễ nè. Đó, văn nghệ cho vui chứ 280 là bán lỗ nha quý vị. Cái này hồi đó cũng đi mua nha, không phải nhà làm đâu. Đó rồi. Nhà tôi tỉa tròn tròn không mà tôi không có mấy cọng rễ này, không có uốn éo. Rồi 283 cây nha. Rồi xuống luôn đi con ơi. Kết thúc luôn quý vị ơi.